Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series combo and trade nha. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Và cái like và share cho tất cả các cộng đồng bạn luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Tội mấy anh zombie thiệt, bị cái đám thổ dân nó bắt, nó treo lên cao vậy. Phút này mà mình đi sai một ly là coi như là mình tiêu đời luôn á. Tại nó cao quá mà. Nó cao quá, rớt xuống là kiểu gì cũng té. Phải đi lại một cái đoạn xa. Giờ sao đây? Cho con này rớt xuống đây à? Cho con này rớt xuống đây, sau đó là mình bóng vô đây. Ôi đấy, rớt xuống thẳng dưới luôn rồi. Tội mình quá. Ồ, trên kia nó còn có mấy cái gai kìa. Qua được, không kết nối được. Hình như là cái con nhân tạo á, cái con nhân tạo thì nó sẽ không có nhảy được double jump như mình. Lấy mẫu ký ức luôn để tăng máu. 4 điểm rồi, bây giờ còn 1 điểm mạnh ký ức nữa là đủ. Thêm 1 cục máu nữa. Để cho con này ra đây. Quên, cái con nhân tạo của mình đó thì nó lại không có ấy được. Cái con nhân tạo của mình thì nó sẽ không có thể nào nó nhảy được double jump như mình. Lúc này dù muốn hay không thì mình cũng vẫn phải sử dụng cái con chính của mình đã, để cho cái con này nó dễ ấy hơn. Bắt đầu zombie đi, sau đó mình cho con này nhảy qua. Thank you.
sao chỗ này nó lại không ấy được ta? Mình ở gần vậy luôn á. Ôi, nãy là nó vướng, hình như nó vướng tường vậy thôi. Cho nên là cái con kia nó sẽ không có ấy được. Bắt buộc con mâu của mình là phải đứng ở giữa cơ. Ở như cái này là đó. Tự nhiên bây giờ thì lại được. Lúc nãy thì nó lại không được. Khó hiểu nhỉ. Hoàn toàn là dướng tường là vẫn đi được nha, nhưng mà tự nhiên lúc nãy lại không đi được. Cho con này đứng đây. Và nó xử lý lỗi quá. Con mâu của mình thì có thể nhảy lên tường nhanh được, chứ con này thì không. Xác đi đã rồi. Đấy. Đấy, hai con phải dậm lên hai bên kìa. Nó nạp đủ năng lượng thì cửa mới mở ra được. Cho nó gấp cái cục này lên nè. Không phải sao nữa. Chắc là mình sẽ thả cái cục này xuống dưới, sau đó để mình nhảy lên kia. Trượt, sau đó mình sẽ trượt mấy cái này xuống rồi mình đẩy. Đúng, 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 đúng. Nó khó nhưng mà thực ra nó cũng không khó lắm. À. Bây giờ là mình phải nhảy đúng tường rồi. Ôi ơi, nó có thời gian nữa cơ, nãy mình nhảy thục. Ồ, bực mình quá. Có thêm cơ chế mới, cơ chế những cái bánh xoay này. Vô trong đi, sợ là đứng mép mép bên ngoài nó vẫn đâm chung mình được. Đúng rồi, đứng mép mép đó là nó vẫn đâm chung mình được rồi.
sao có ở đây có cái lỗ này. Cái này gai không? À, có một cái anh bác sĩ có thể mình khai thác được giúp. Mà tại sao chỗ này lại nhiều gai thế vậy? Đây là anh bác sĩ đang nghiên cứu cái bông hoa khổng lồ. Ok, cần một cái vấn đề gì đó, gặp vấn đề đó trong cái lúc này. Giờ giống như là cái dấu hiệu tự nhiên của nó quá mạnh đi. Sirius, tại sao cậu lại ở đây? Đây không thể nào, đây không phải là cái thời gian mà hoàn thành hết mọi thứ. Chờ chút đã. Giờ cậu đã trốn ở trên cái con tàu này được khoảng thời gian ấy sao? Trốn ở chỗ nào? Hopper. Tôi đã biết hết tất cả. Từ từ đã Sirius, đừng có như vậy chứ. Làm thế nào mà cậu có thể kiểu à, tại sao cậu lại làm thế với bọn họ? Bình tĩnh đi, mọi thứ bây giờ đang rất là nguy hiểm ở ngoài này. Bây giờ tìm thử xem ai có thể là giúp chúng ta nói chuyện về việc này trước. Tôi không hiểu cái điều này thì nó lại giúp ích rất nhiều cho toàn thể nhân loại. Nhưng mà cô ấy là bạn của chúng ta, bạn của chúng ta đấy. Ôi, bắn vỡ cái kinh, cái bông hoa rồi. Rồi đó là kia cũng chết luôn. Jeremiah còn một người rồi. Ở đó là cái khí độc từ bông hoa nó sẽ phát ra và khiến cho mọi người biến thành zombie. Cũng như là cái cây này nó phát triển ra, nó leo hết cả cái con tàu, sau đó nó rớt xuống dưới. Rồi nó cũng phát triển ra ở dưới hành tinh này nữa. Ok, thì tập này là mình đã phát hiện được cái nguồn gốc của những cái cây gai mà nó hay cản đường mình là nó như thế nào rồi. Thì chắc là video này cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào hay nhớ để lên một like và share, bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký nó ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.